Sau đây, xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh toàn trường chúng ta đến với lễ đón chào các em học sinh khối 10. Xin được nhiệt liệt chào đón các em học sinh khối 10. Các em đã là tân học sinh của mái trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức B. Hy vọng rằng ngay từ đầu các em sẽ phấn đấu học tập. Các em sẽ là nhân tố quan trọng xây dựng lên thành công, tiếp nối tô thắm trang sử vẻ vang của nhà trường. Lời bài hát truyền thống của nhà trường thật ý nghĩa và thiêng liêng. Mỹ Đức đây đất mẹ yêu thương, mảnh đất quê hương trung dũng kiên cường. Về đây hôm nay đón ngày hội lớn, nhịp điệu con tim cùng hát tròn niềm vui. Mái trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức B được thành lập từ năm 1972, trải qua bao thăng trầm thử thách của thời gian và lịch sử. Đến nay, nhà trường đã thực sự lớn mạnh, khẳng định được tầm vóc và vị thế của mình, trở thành một trong những địa chỉ giáo dục tin cậy của thủ đô, được nhân dân và học sinh tân yêu. Dưới màu cờ đỏ thắm tung bay, ngày khai trường rực rỡ, tự hào nối tiếp tự hào, vinh quang nối tiếp vinh quang chói lọi. Nhà trường sẽ mãi là niềm tự hào của các thế hệ học sinh, hội tụ tinh hoa giáo dục, chắp cánh ước mơ cho tuổi trẻ, khơi dậy ngọn lửa đam mê trong lòng của người học. Đầu tiên, xin mời thầy cô và các em học sinh 11, 12 cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các em học sinh lớp 10A1 điểm số cao. Các em mang trong mình niềm đam mê các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa. Mới tập thể 10A1 phấn đấu trở thành tập thể xuất sắc, sư đoàn vững mạnh, tiếp tục tham gia các hoạt động của nhà trường. Xin chào mừng các em, chúc các em có một năm học mới thật nhiều thành công. Vâng, chúng ta hãy chào đón tập thể khối A00 lớp 10A2 cùng cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Xuyên đang tiến vào lễ đài. Những cánh tay tuổi trẻ đầy nhiệt huyết xin được vẫy chào thanh xuân, thắp lửa lên cho những kỷ niệm được bắt đầu. Cảm ơn thanh xuân mùa hẹn ước, cảm ơn những tháng năm ngọt ngào đã gửi kết chúng ta ở đây. Tuổi trẻ 12 sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, tự tin ngẩng cao đầu và tiến về phía trước. 12 hẹn ước thành công của tuổi học trò. Và không chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy nổ tràng vỗ tay nhiệt tình hơn để chào đón các em học sinh lớp 10A3. Lớp 10A3 là những học sinh với niềm đam mê các môn học tự nhiên như toán, lý, hóa, cùng cô giáo chủ nhiệm Bùi Thu Hương đang tiến vào vị trí trung tâm. 10A3 với những học sinh khát khao học tập, rèn luyện không ngừng, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, tiếp bước truyền thống học tập của nhà trường. 10A3 cá tính nhưng đáng yêu, tinh nghịch nhưng tình cảm, phấn đấu trở thành chi đoàn dẫn đầu về phong trào thi đua của nhà trường. Các em thân mến, màu đỏ của cành phượng vĩ, màu tím của cánh bằng lăng và tím lân của ve mùa hè không còn nữa. Các em đã tạm biệt mùa hè để đón mùa thu, mùa của ngày hội khai trường. Vâng, và đang tiến vào lễ đài là tập thể lớp 10A4 dưới sự dẫn dắt của cô giáo Kim Thị Hòa, giáo viên bộ môn vật lý. 10A4 là tập thể được tạo nên từ những thành viên xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với niềm yêu thích các môn học toán, vật lý và tiếng Anh. 10A4 với những bông hoa tượng trưng cho ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, với lòng nhiệt huyết và say mê, tin chắc rằng thầy và trò tập thể lớp 10A4 sẽ luôn hòa đồng và tích cực chuẩn bị một hành trang quan trọng để kéo cánh cửa thế giới xích lại gần nhau hơn. Xin được chào mừng tập thể lớp 10A5 đang tiến bước vào lễ đài. Đây là tập thể với niềm yêu thích các môn học khối A1 do cô giáo Bùi Thị Hương chủ nhiệm. Tự hào trước những ngọn cúc kỳ đỏ thắm, 10A5 hứa với lòng mình nỗ lực hết sức trong thi đua và học tập, yêu trường, mến bạn, phấn đấu nhiều học sinh giỏi toàn diện để tiếp nối truyền thống của nhà trường. 10A5 yêu thương, cứ đi và ngẩng cao đầu, chắc chắn các em sẽ thành công. Kính
công đang ở phía trước. Đi và dừng lại đều do mỗi người tự chọn. Từng điều đó hoa bên đường mà quên bước đi. Dù xa cách chút quãng đường, các em đều thấy hoa thơm tỏa lạ. Chúc các em hãy phát huy truyền thống của nhà trường, lập nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Vâng, và tiếp theo đang tiến vào lễ đài là những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh lớp 10A6 cùng cô giáo Vũ Thị Huệ, lớp chủ nhiệm. Lớp 10A6 sẽ là ngôi nhà ấm áp của gia đình yêu thương, với tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Những tháng ngày học tập dưới mái trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức B sẽ là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Năm học đã đến, 10A6 phấn đấu trở thành một chi đoàn vững mạnh, luôn chủ động học tập, trải nghiệm, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để thành công. Xin chào mừng tập thể lớp 10A7 đang tiếp bước vào lễ đài. Các thành viên 10A7 luôn yêu thích các môn học toán, văn, anh và hy vọng với sự dìu dắt của các thầy cô và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Tiên, các em biết sống với trách nhiệm và tình cảm, vâng lời thầy cô và cha mẹ. Với khát khao xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh, mỗi việc làm nhỏ của các em ngày hôm nay sẽ là hành trang cho những thành công của tương lai. Mỗi thành viên 10A7 sẽ phấn đấu để tạo nên những dấu ấn đẹp đẽ của đời thanh xuân rực rỡ. Hãy mạnh mẽ tiến bước về phía trước, A7 thân yêu nhé. Chúc các em sẽ thành công. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tập thể lớp 10A8 cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc. Lớp 10A8 với ngọn đuốc người sáng cháy bỏng những đam mê và khát vọng. Bước vào năm học mới, 10A8 sẽ không ngừng cố gắng trong mọi phong trào thi đua, học tập, phấn đấu trở thành một trong những chi đoàn tiêu biểu của nhà trường. Tiếp theo, xin nhiệt liệt chào mừng tập thể lớp cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Đình đang tiến bước vào vị trí trung tâm. Và đang tiến vào lễ đài là tập thể lớp 10A10 dưới sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Thu Thơm. Tập thể lớp 10A10, đây là tập thể có nhiều nhân tố tiềm năng trong các hoạt động của nhà trường, yêu thích các môn học khối D, chắc chắn sẽ là những tài năng của trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức B. Bước vào năm học mới, tập thể lớp 10A10 sẽ cùng nhau viết nên những trang sử đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Xin đồng nhiệt chào đón tập thể 10A11 cùng cô giáo chủ nhiệm Phùng Thị Hằng đang tiến bước vào lễ đài. Vâng, chúng ta hãy hân hoan chào đón tập thể lớp 10A12 cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Hương đang tiến bước vào lễ đài. Tập thể 10A12 với khát khao học tập và khám phá sáng tạo, chinh phục tri thức giữa bầu trời rộng, đại dương xanh, gió vẫn hát du lá cành. Tập thể 10A12 sẽ cùng nhau học tập và yêu thương,
Thanh xuân ấy có tôi, có bạn và có tất cả chúng ta. Và cuối cùng xin nhiệt liệt chào đón tập thể lớp 10A13 cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Hồng Thanh đang tiến bước vào lễ đài. Điểm 10 của sự cố gắng, điểm 10 cho bạn, cho tôi, cho tuổi trẻ rực rỡ, khát khao và hy vọng. 10A13, nơi khơi dậy của những yêu thương. Chúc các em sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công mới. Nối tiếp mãi truyền thống tốt đẹp của nhà trường, góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, lễ rước cờ truyền thống của nhà trường xin phép được bắt đầu. Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương, mảnh đất quê hương nuôi dưỡng bao tâm hồn, cùng chung tay xây những miền tri thức, vườn ươm nở hoa như những cánh chim bay xa. Cờ rước từ vòng truyền thống được ba em học sinh, em Lê Thị Thị Linh, lớp 12A1, bí thư chi đoàn, học sinh giỏi toàn diện, em Phạm Thùy Dương, lớp 12A2, giải nhất môn sinh học cụm Tây Nam Hà Nội, em Trương Hoàng Anh, lớp trưởng 12A6, học sinh giỏi toàn diện. Lá cờ phấp phới tung bay giữa mùa thu lịch sử đang tiến vào lễ đài là niềm kiêu hãnh tự hào của thầy và trò nhà trường. Kết tinh 51 năm truyền thống, đó là truyền thống dạy tốt học tốt, tự hào về quá trình. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời thầy giáo Vũ Tri Thức, bí thư chi bộ, hiệu trưởng và các em học sinh Nguyễn Duy Hưng lớp 10A4, Lê Bảo Chi lớp 10A1, Lê Minh Đức lớp 10A1 là những học sinh tiêu biểu của khối 10 lên trao và đón nhận lá cờ truyền thống. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Cờ được tiếp lửa từ thế hệ thứ 59 trao cho thế hệ thứ 51. Mong rằng các em sẽ thi đua học tập, mang vinh quang cho nhà trường. Chúc các em sẽ có những thành tích học tốt nhất ở ngôi nhà chung Mỹ Đức B, góp phần tô thắm thêm lá cờ truyền thống của nhà trường.